một cơ hội kinh doanh, gọi là kinh doanh công nghệ, và người ta gọi là kinh doanh vận tải, mà bây giờ lại đưa lên app. Các thầy cô có thấy hào hứng không? Kinh doanh vận tải chứ không phải là bán sản phẩm hay là những cái gì mà thực phẩm chức năng hay là những cái gì mà chúng ta đang bán. Thì bây giờ kinh doanh công nghệ cũng có thể đưa lên app được. Và cô Tâm hướng dẫn giới thiệu cho mọi người để trước những người khác thì mình sẽ có cơ hội sớm hơn. Cô Tâm sẽ chia sẻ màn hình nhé. Đây các thầy cô quan sát. Nó cũng không phải xa lạ gì đâu. Nhưng nó là một phần mềm ra sau thì chắc chắn nó có sẽ có những cái quyền lợi mà những phần mềm khác không có. Các thầy cô thấy cái phần mềm này nhìn thế nào? Và nhìn thấy xe này thầy cô thấy thế nào? Thầy cô liên tưởng tới cái gì? Thầy cô thử nhập vào phần chat của tôi xem nào. Giống cái phần có phải giống Grab không? Hay là giống giống cái gì nữa nhỉ? Có hình như bây giờ có hai cái công nghệ để làm cái này. Grab và gì nữa nhỉ? Có một cái nữa ở trong miền Nam ấy. Đúng nhỉ? Cô Tâm nhớ không nhầm là Grab và Uber này. Uber là ngày xưa rồi. Bây giờ Uber cũng cũng không phát triển lắm. Food này. Food là của bên liên kết với Grab. Gì nữa? Cô Tâm nhớ không. Cái gì mà của Trấn Thành hay Trấn Thành quảng cáo nhỉ? Nhưng mà cái này nó sẽ hay hơn rất nhiều và nó còn mở rộng ra hơn. Bởi vì sao? Những cái gì ra sau bao giờ người ta đưa ra những quyền lợi nhiều hơn thì những người dùng mới vào được, đúng không? Chứ giờ mình lại giống như là Grab hay là giống như các cái phần mềm đã có rồi thì chắc chắn là sẽ không thu hút được. Vậy Cô Tâm giới thiệu qua, người ta gọi là CFEE, vững bước thành công vươn tầm quốc tế. Thì đây là một cái app mà cũng nhìn vào đây là cũng biết là trong đó có một phần đó là phần làm xe ôm. Đấy, thì thầy cô đã có thể nhìn thấy rồi. À, phần thứ hai đó là hệ sinh thái chiến lược phát triển. Thì cô ta cũng mới được nghe thôi, nhưng có gì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Thứ nhất là các thầy cô cứ an tâm là nó hoàn toàn pháp lý, có giấy phép kinh doanh, có mã số thuế, được thành lập năm 21, cũng mới thôi, và trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh, có 3 cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Hà Nội thì có ở Hà Đông và ở Thanh Xuân. Đấy. Thì mục tiêu của cái app này của công ty đó là gì? Tạo ra cộng đồng 10 triệu người sử dụng. Các thầy cô tưởng tượng 10 triệu người mà trong vòng 6 đến 12 tháng nó nhiều như thế nào. Cái đầu tiên đang gọi là đang kéo cả cái người dùng về với mình ấy. Quận 2 và đó là tặng 2 triệu tài khoản khởi nghiệp cho tài xế. Đấy. Và chia sẻ 60% doanh thu cho cộng đồng. Tức là ở đây nó kiểu affiliate ấy. Người dùng, người giới thiệu cũng được hưởng phần trăm. Đấy một điều tuyệt vời mà những app khác không có. Đấy. Và đưa ứng dụng công nghệ này vào các miền và sau này người ta quảng bá rất nhanh. Ví dụ như bây giờ là cô Tâm đang biết trước mọi người và mọi người lại biết trước những người khác. Còn bắt đầu từ tháng 4 là nó sẽ quảng bá rầm rộ ra bên ngoài. Thì lúc đó cái cơ hội mà mình quảng cáo hay giới thiệu cho những người khác nó sẽ ít hơn. Thì mình cứ biết trước, mình làm trước. Và đây chính là cái công nghệ mà sau này các thầy cô biết là bán hàng hay bất cứ một dịch vụ nào nó đưa hết lên app. Thì những cái app nào mà có quyền lợi thì người ta sẽ dùng nhiều. Còn app nào mà không có quyền lợi gì cho người dùng thì người ta sẽ dùng ít. Đấy. Vậy là cái triết lý của cái công ty này là làm gì? Thứ nhất là lấy sự phù hợp làm thế mạnh để tồn tại. Lấy sự công bằng làm thế mạnh để phát triển. Và có mặt ở 63 tỉnh thành trên khắp đất nước Việt Nam. Đấy, đấy là một cái điều tuyệt vời đúng không? Mà có khi là thầy cô bảo là mình ở chỗ miền cao như thầy đệ này, rồi ở vùng nông thôn thì biết giới thiệu cho ai? Mà đây nó là phù hợp với tất cả. Chứ không phải là chỉ mỗi trong, ví dụ cô Tâm bảo là Grab nó chỉ phát triển trong nội thành thôi. Thì đúng là như thế, ngoại thành không có Grab. Đấy, những cái hệ sinh thái SE này, AAC này, là nó phát triển tất cả các vùng. Thì trong phần app này nó sẽ có những cái gì? Thì cô có thể quan sát đây. Nó có cùng có 4 phần. Dĩ nhiên là nhìn cũng rất là quen. Ví dụ Seafood hay là Seashop. Thì cái mạnh nhất của nó là Seago. Seago chính là cái phương tiện ấy. Bên cạnh nó kèm thêm cả Seafood. Nếu mà cái Seago phát triển thì chắc chắn nó giống như là Grab. Nó cũng sẽ kèm thêm cả những cái dịch vụ bên cạnh. Nhưng mà nó phát triển mạnh nhất vẫn là Seago. Và một cái tuyệt vời nữa đó là có cộng đồng. Phát triển cộng đồng. Và phát triển cộng đồng như thế nào? Thì đầu tiên là thầy cô quan sát đây,
Cô Tâm không biết là cái hình như là cái iPhone, lát nữa thầy Thành thử thử cài xem có không nhé. Nó là cho Android và giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt, rất dễ sử dụng, giống như chúng ta đi mua hàng trên một app nào đấy. Đấy, cho nên là nó là một cái giải pháp công nghệ rất là tuyệt vời, dễ sử dụng cho người dân Việt Nam. Thứ hai là Seago ấy thì nó sẽ khác với các phần mềm khác. Nó đặc biệt ở chỗ nào? Ví dụ như là Grab nó chỉ áp dụng cho cái gì? Cho ô tô, taxi và xe mô tô đúng không? Xe máy. Thì cái này nó vô cùng tuyệt vời như này. Đấy, thầy có quan sát này. Này. Đây là một điều mà chúng ta có thể phát triển được. Nó mạnh hơn những cái phần mềm khác ở chỗ này. Đó là sau này đưa lên công nghệ thì tất cả những xe cứu hộ rồi kể cả xe cứu thương. Ví dụ mình đứng ở chỗ nào đấy mà mình bị xe hỏng, mình có thể vào app này mình chọn xe để người ta đến cứu hộ cho mình này. Rồi kể cả gì đó, xe khách này, mình có thể đặt vé trên app này. Rồi là gì nữa, thức ăn rồi xe ôm này, taxi, tóm lại tất cả các loại xe này. Và sau này người ta nâng cấp lên tất cả các loại xe của Việt Nam đều có thể đưa vào trong app này hết. Đấy. Thế rồi đưa cái xe này vào là như thế nào? Thì dĩ nhiên là xe này phải có chủ đúng không? Thì những người chủ đấy chính là người cập nhật cái app này và mình chính là những người lan tỏa cho những người đó biết được. Đấy. Thì cái sự khác biệt của Seago nó được thể hiện như thế này. Thứ nhất là áp dụng cho tất cả các 63 tỉnh thành này, không trừ ai hết, không trừ tỉnh nào. Giao diện thì dễ dùng bằng tiếng Việt đúng không? Thời gian xử lý cuộc gọi thì trong vòng 1 đến 3 phút thôi. Tức là mình đặt một cái là sẽ có luôn ở xung quanh mình là có luôn cái xe đấy. Tiết kiệm chi phí, giảm 50% phí xe. Ví dụ như này, một cái đặt Grab khoảng như là tính ra là hơn 50.000 chẳng hạn, thì cái này nó chỉ mất 28.000 thôi. Đấy, nó rất rẻ hơn rất nhiều, gần như một nửa ấy. Tiết kiệm đến 80% chi phí cho giao vận với xe ghép. Ví dụ như là gì, xe vận tải này đến địa điểm này mà nó hết xăng hoặc là hỏng xe thì có thể chuyển ngay giao diện cho cái xe vận tải khác. Đấy, đấy là một điều rất tuyệt vời đúng không? Và chính sách chăm sóc đặc biệt của SE hoặc của C, thầy cô vào app thì cô sẽ quan sát được là hàng tuần nó sẽ có các buổi Zoom để hỗ trợ. Đấy, một ba tuần một buổi đấy. Một cái điều tuyệt vời là trong cái quá trình quảng bá để ta gọi là thu hút người dùng thì những cái tài xế mà đăng ký app này trong thời gian đầu sẽ được tặng một tài khoản 1 triệu đồng, tặng ngay ấy. Tặng ngay tài khoản 1 triệu đồng mà không mất gì cả, tức là chỉ cần cài app thôi và trở thành tài xế. Rồi nếu mà tài xế ô tô thì sẽ được tặng 2 triệu đồng trong lần đầu đăng ký. Đấy, thế cô thấy có hay không? Cho nên là ví dụ như mình quen biết ai đó làm vận tải, ai đó làm du lịch thì chúng ta sẽ quảng bá cái này rất là tốt. Và cái phần kết nối cái phần hàng này thì cũng có nhưng mà nó sẽ không phát triển bằng những cái shop khác, nhưng mà vẫn có để chúng ta vào đây mình chúng ta kết nối những cái sản phẩm kết nối thương mại Việt. Đấy. Nó cũng là miễn phí hết, tất cả đều là miễn phí. Nhưng mà cái này cô Tâm nghĩ nó cũng không phải là mặt mạnh của cái C. C mạnh nhất chính là vận tải. Toàn quốc hàng hóa đặc sản rồi đặt cả vé máy bay à khách sạn này. Rồi seafood này, đồ ăn này. Đấy. Các sản phẩm ra đồ ăn này, ra Google Maps này. Đấy. Rồi với cộng đồng ấy thì nó sẽ khác gì và nó có cái lợi ích như nào? Cho nên tại sao cô Tâm lại bảo là giới thiệu ngay cho mọi người. Thứ nhất là C nó có một cái khẩu hiệu là gì? Đồng hành tạo lập thương hiệu công nghệ Việt. Đó là từ kết nối từ khách hàng, tài xế, cộng tác viên rồi đến xã hội thì nó mục tiêu cuối cùng vẫn là gì? Chuyển đổi số quốc gia. Thì cái này các thầy cô nếu mà ai ở trong KTS cùng đồng hành với cô Tâm thì nghe rất nhiều về chuyển đổi số đúng không? Không chỉ bán hàng mà bây giờ đến công nghệ vận tải người ta còn đưa lên được. Đấy. Thì những cái mà chúng ta hưởng là hưởng chính sách khuyến mại, cạnh tranh về giá. Giá thì như cô Tâm ở đó rồi, nó giảm hơn một nửa, gần một nửa đúng không? Đang giá 50.000 xuống còn 28.000 thì có phải là rất tuyệt vời không? Những cái lợi thế thì vừa rồi các cô thấy cô cũng nghe rồi. Giao diện thì thuần Việt, giảm 50% phí xe với cuốc xe quay đầu. Đấy. Tức là nếu ví dụ như đi 2 chiều quay đầu lại nó còn giảm một nửa. Mua hàng trực tiếp với giá tận gốc, kinh doanh tạo thu nhập thụ động. Vậy thu nhập thụ động thì như thế nào? Ví dụ như là tặng ví tài xế trong lần đăng ký đầu tiên này, tiếp cận cộng đồng với 10 triệu người sử dụng này,
tức là mình có thể tiếp cận bất cứ đâu, mình đến, mình chạy xe khách tới tỉnh này, mình dừng lại đấy, mình vẫn có thể đón khách để trở về, đúng không? Rồi hoạt động trên 63 tỉnh thành này, khuyến mãi thu phí tài xế. Cái khuyến mãi này thì ví dụ như cô Tâm nói là bên bên Grab ấy, mỗi một lần chạy xe là nó khoảng 35% cái thu nhập, còn bên này nó chỉ lấy 10 20%, tức giảm 15% luôn đấy, để thu hút người dùng. Rồi sau khi hệ thống hoạt động ấy, để đạt được 1 triệu thành viên thì mình sẽ thu được cái phí như thế nào, đó là mình sẽ thu được 30% trên cái một cuốc xe. Tức là ví dụ như là trên app nó lấy thì 20% được 1 triệu chẳng hạn, thì mình sẽ được 30% trong cái 1 triệu đấy, tức là mình sẽ được 300 nghìn trên cái tài xế đó. Tức là mình không làm gì cả, người tài xế đó vận hành và mình được tiền đấy. Còn những cái khuyến mại rồi những cái thông báo này thì mình nó sẽ thông báo trong app cho mình. Còn những cái gói thu phí này là đối với những người hoạt động đăng ký về ô tô. Ví dụ như là gói 1 là giảm 20% thu phí còn 24%. Gói 2 là giảm 10% thu phí còn 21%. Và gói 3 là giảm 50% thu phí còn 15%. Thì cái phần này thì mình không phải là người tài xế. Nhưng lúc nào mình lan tỏa thì mình sẽ giới thiệu. Quyền lợi. Có phải là quyền lợi cho cả khách hàng và tài xế không? Và mình là người đi giới thiệu, mình sẽ có thu nhập thụ động, hoa hồng chiết khấu trên cái phần giới thiệu, và hoa hồng nhượng quyền. Nhượng quyền tức là mình có thể chuyển nhượng cái tài khoản của mình cho người khác. Sâu đời của trả thưởng này. Ví dụ như là cô Tâm là cộng tác viên, thì cô Tâm giới thiệu cho mọi người, thì mọi người làm và mọi người tiếp tục giới thiệu xuống phía dưới, thì chúng ta sẽ được hưởng 3 cấp như này. Thứ nhất là ví dụ như là mọi người được thu bao nhiêu đó thì cô Tâm sẽ được hưởng 30% lợi nhuận từ app. Lợi nhuận từ app ấy, chứ không phải lợi nhuận từ doanh số của người tiêu dùng hay là doanh số của tài xế. Ví dụ như là app người ta chỉ lấy 20% của tài xế thôi, thì mình chỉ hưởng 30% trong 20% đấy, như cô Tâm vừa nói ấy. Rồi những người cấp dưới thì mình chỉ được hưởng 5% thôi. Và người cấp dưới nữa cũng chỉ được hưởng 5%. Đấy. Không không nhiều, nhưng mà cứ thu nhập mà thụ động 1 triệu người mà tăng lên, đúng không? Đây, quyền lợi đặc biệt này. Bạn giới thiệu thành viên trực tiếp không phải là tài xế, là người đi xe thì vẫn nhận được 10% chiết khấu từ doanh thu của công ty. Tức là ví dụ như ai đặt xe là mình vẫn được hưởng 10% từ cái số tiền mà người ta đặt cho cái xe nào đó, nhưng mà app nó lấy bao nhiêu phần trăm ấy, thì mình sẽ được 10% từ hoa hồng này. Những cái app khác làm gì có cái này đâu. Grab thì đặt là đặt, Grab thì ai tải thì tải, không có quyền lợi này. Chẳng bao giờ có cái lợi ích lại lấy phần trăm tiền của những người đặt đặt xe, đúng không? Chỉ có app này có thôi. Đấy, cho nên là cô Tâm thấy rất là hay, cho nên cô Tâm phải giới thiệu ngay. Thì khi là cộng tác viên mà cô Tâm giới thiệu cho mọi người ấy, ví dụ như là thành viên trong 100 người đầu tiên này mà có 10 lái xe, thì tức là gì? Người ta phải nộp, người ta thu được 500.000 trên một ngày. Thì 10 lái xe nhân lên là 5 triệu, thì C sẽ thu 1 triệu, thu được 1 triệu thì mình sẽ được hưởng 30% hoa hồng từ 1 triệu này, tức là mình sẽ được 300.000 như cô Tâm vừa nói, đúng không? Khi cái cấp số 1 mà giới thiệu được 1.000 người, trong đó có 100 lái xe và thì sẽ được 500.000. Rồi cấp 2 mà được là 1.000 người lái xe thì sẽ được 5%, thì cũng được 5 triệu. Ví dụ như đấy là mình đang nghĩ tới một tương lai viễn cảnh là rất nhiều người dùng chẳng hạn. Có tận 10.000 người dùng, trong khi người ta còn lên tận 10 triệu cơ mà, đúng không? Thì thu nhập có thể tăng lên là 5 triệu 8 một ngày. Cô Tâm bảo 1 triệu một ngày đã vui rồi, chứ nói chỉ 5 triệu, đúng không? Thế là mình hãy lan tỏa rộng khắp đi. Thì muốn lan tỏa được thì dĩ nhiên chúng ta phải làm gì? Phải giới thiệu thôi, cũng như cô Tâm đang giới thiệu cho mọi người này. Đấy. Thì để rút được thưởng thì phải có phát sinh thưởng trong tài khoản này, giới thiệu đủ 100 thành viên này. Đấy. Và bảo lưu trong thời hạn 6 tháng. Hết 6 tháng, cộng tác viên dù không đủ 100 thành viên trực tiếp, cộng tác viên vẫn có thể được mở khóa để rút thưởng. Đấy. Như vậy đấy là một cái mà rất là mở cho mình đấy.
Rồi về hoa hồng nhượng quyền. Ví dụ như này, mỗi thành viên khi rút thưởng C thu phí nhượng quyền tối thiểu 500.000 đồng trên một tháng. Ví dụ này, cái này hôm qua cô Tâm chưa nghe cái phần này lắm, chắc hôm nào lại phải nghe tiếp. Đó. Nhưng đại khái là bây giờ mình nên lan tỏa đi. Thưởng đội nhóm này, thưởng đội nhóm A1 này, giới thiệu trực tiếp và đi lên thành viên này. Đây là thu phí nhượng quyền. Đây là cô Tâm hỏi là cái này. Hôm qua học xong của thầy Phương vào nghe đấy. Ở đây là khi mà 5 cách kiếm tiền này. Thứ nhất là đăng ký là tài xế. Thì mình đi giới thiệu cho những người là lái xe ấy. Đấy, thì mình sẽ hưởng phần trăm từ những người là tài xế này. Thì những người tài xế này vào đây, thứ nhất là cái phí chuyển cho app nó sẽ rẻ hơn các phí bên ngoài. Rẻ hơn của Grab. Mình có hàng bán thì mình vào đây mình là đại lý bán hàng. Cung cấp dịch vụ cho bên ngoài. Rồi là mình đang là cộng tác viên để chia sẻ và nhượng quyền. Chắc có lẽ cô ta phải hỏi lại cái nhượng quyền này. Chưa hiểu rõ lắm cái chỗ này. Rồi, C thì cùng nhau chúng ta tạo dựng thương hiệu, vân vân. Tóm lại là có rất nhiều phía sau nữa. Nhưng mà để giới thiệu kỹ hơn cho thầy cô thì chắc chúng ta phải, cô ta phải hỏi thêm. Đây chiến lược phát triển của họ này. Đó là nó còn đưa lên sàn chứng khoán. IPO ấy. Đấy, đấy là triển vọng giai đoạn quý 9. Giai đoạn 1 đang là đây này, đang là dự án phát triển app và web. Phát triển nền tảng công nghệ hiện đại, nâng cấp hệ sinh thái, vân vân. Tóm lại như thế. Bây giờ cô Tâm sẽ hướng dẫn mọi người tải. Qua giới thiệu thấy mọi người có hỏi gì không? Cô Tâm quay sang cái điện thoại. Cô Tâm sẽ mở mic cho mọi người nhé. Đây. Hỏi gì không ạ? Để chúng ta đi cài app nhé. À, iPhone không có à? Thì chắc là chơi áp dụng trên Android. Đấy. Đây ví dụ như này, cái app của nó có tên là C, biểu tượng của nó đỏ đỏ đây. Đấy. Đây là cô Tâm đã cài rồi này. Nó toàn tiếng Việt thôi. Đấy. Xe máy, xe dịch vụ, xe tải, ô tô, xe khách, giao hàng. Vậy là tất cả những cái này mình muốn bấm vào đây mình đặt là mình sẽ vào đây mình đặt. Đấy. Lộ trình này. Chọn điểm đến này. Ví dụ này. Cầu Giấy. Và cái này nó hay là gì? Nó định vị chính xác 100% luôn. Đúng rồi, Android. Ví dụ này, chọn một địa điểm này. Đấy. Sau đó tiếp tục bấm vào đặt xe. Đấy, các thầy có thấy không? Nó hiện lên luôn. Giá tiền luôn này. Đấy. Còn ví dụ như là có thể có mã khuyến mại nếu mà nó có chương trình chạy của cái xe này. Mình bấm vào đặt xe này. Đấy, sau đó sẽ tìm kiếm tài xế. Thế Thanh có tải được cái app này không? Ở trên iPhone. Đấy, ví dụ như thế nó cũng rất là dễ thôi. Giống như các cái khác. Được chưa? Thì vì nó là đang phát triển, đang cập nhật này, thì nó cũng chưa có nhiều tài xế, chưa có nhiều người sử dụng. Thì mình biết trước mình đi giới thiệu thôi. Nha. Nó định vị chính xác luôn. Đấy. Bên này có cái gì? Đây zoom thứ 3, thứ 5, thứ 7 này. Trong tài tài khoản này. Ví dụ như là nếu mà tài xế thì nó mọi người sẽ vào đây và mọi người đăng ký là tài xế. Đấy. Mua hàng thì có đơn hàng này.
giới thiệu bạn bè, ví dụ cô Tâm đang giới thiệu cho mọi người này. Bây giờ cô Tâm sẽ thoát ra để cùng cài đặt với mọi người nhé. Mọi người sẽ quét cái mã QR code này hoặc là bấm vào CF Play và chọn phần mềm C. Để tôi gửi mã QR code cho mọi người. Mọi người lấy mã này chưa? Và chúng ta chỉ cần lấy Zalo ra, quét. Chúng ta bấm vào cái biểu tượng này. Đó. Chúng ta xem lại màn hình đến. Đó. Mở Zalo ra. À, thầy cô quét rồi. Đó. Thì nó sẽ hiện lên đường link Zoom. Đúng không? Thì cô sẽ bấm vào. Mở. Thì dĩ nhiên là Zalo nó luôn luôn là hiện lên nhà đúng không? Mình sẽ hiện vào. Tôi đã hiểu và tiếp tục. Ở đây cô Tâm lại... Chưa thoát. Để cô Tâm xóa cái này đi ạ. Làm lại. Người vào được chưa? Mã là đây, tôi gửi cho. Đấy, mã đấy. Cô Dương Lý đã vào được rồi. Khi mình vào đường link thì nó hiện lên là như này thôi. Si xe công nghệ. Mình sẽ bấm vào cài đặt. Mọi người đã nhìn thấy cái mã chưa? C-shop. Ok. Đấy, xong rồi. Mình thoát ra này. Đây. Phần mềm của nó có tên là C. Ở góc phải đây. À, mình bấm vào này. Thế hay là gì? Mình gửi đường link như thế hay là quét mã QR code thế là vào tự động một cái. Là vào luôn. Đấy. Có vẻ ra ngay mã của cô Tâm đây không? Đấy. Thì cô nhập tên vào đây. Địa chỉ email. Các thầy cô thấy không? Nó thoát ra đúng không? Ừ. Cô Tâm siêu đấy. Thoát xong rồi. Thì nó lại bấm vào tiếp tục này. Thì mình sẽ phải bấm vào đăng ký ngay. Hôm qua cô Tâm cũng bị lỗi này. Không biết mọi người có bị không? Bấm vào đăng ký. Đấy, lúc này thì mình mới nhập cái mã giới thiệu.
1844 838. Mình sinh năm 83 nó cho mình thành 38. U0 E1 V 9 V kép. Đấy. Vì đây cô Tâm sẽ nhập cho chồng mình. Mật khẩu thì tự mình đặt. Chọn tỉnh thành phố. Chọn huyện, nó sẽ mặc định ở đây luôn. Xã. Địa chỉ cụ thể. Thế căn cước công dân thì không bắt buộc, lúc nào có thời gian mình tải lên được. Sau đó mình tích vào. Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản. Đấy, cứ vào muộn sau đấy lúc lại lát nữa lại hỏi. Đây cô đã nhập được xong chưa? Ai xong rồi nhập với xì đi. Rồi, cô Thanh Hằng đã xong. Rồi, tuyệt vời. Cô Lý Dương Lý nhanh thế, Lý Dương nhanh thế. Đây, sau đó mình bấm vào tiếp tục này. Mọi người xong đi để cô Tâm tiếp tục nào. Công nghệ, học công nghệ công nhận là cũng hỗ trợ mình rất nhiều, và mình là người kinh doanh công nghệ ấy, thì tất cả những sản phẩm về công nghệ là mình sẽ giới thiệu cho người khác nó dễ hơn, đúng không? Chứ là một người chẳng biết gì công nghệ mà giới thiệu thì mọi người cũng sẽ không tin tưởng lắm đâu. Tất cả những cái thao tác mình giới thiệu cho mọi người mình phải thành thạo. Ví dụ như là xung quanh nhà mình có ai làm tài xế là làm du lịch thì mình giới thiệu cho người ta. Nhưng mà để quảng bá được nhiều ấy, thì mình tổ chức một buổi Zoom giới thiệu. Đầu tiên là giới thiệu cho người dùng đã. Bởi người ta dùng trong cái app này cũng đã lợi thế rồi đúng không? Bởi vì giá rẻ hơn rất nhiều so với những app khác. Tiết kiệm trên 50% chi phí. Đến 50%. Cô Liễu xong, cô Trần Hoa xong. Rồi, tuyệt vời. Còn ai nữa không? Còn ai không làm được? Nó toàn tiếng Việt nên cũng dễ đúng không? Đi chưa nhỉ? Chúng ta bấm vào tiếp tục nhé. Các thầy cô khác có bấm có làm được không? Như thế là chúng ta đã xong rồi đấy. Đấy. Thì cơ chế rồi các cái ví dụ như mà bấm vào đây thì nó sẽ hiện lên gì cho phép truy cập vào vị trí đúng không? Thì phải có vị trí người ta mới đặt đặt được xe này thì mình sẽ bấm vào trong khi dùng ứng dụng này này. Đấy. Đây là giao diện của nó. Bây giờ thầy cô vào cái chỗ phần tài khoản này để thầy cô kiểm tra cái cấp trên của mình này. Sau đó những bất cứ ai mình giới thiệu. Ví dụ đây cô Tâm giới thiệu bạn bè. Đây. À không à. Vào cái phần hệ thống giới thiệu này. Đúng vào đây. Đấy. Thì người giới thiệu chính là cô Tâm. Đấy. Đây là đang giới thiệu. Cái mọi người sẽ nhìn thấy cô Tâm đúng không? Thì sau này mình giới thiệu ai đó nữa ở dưới thì người ta sẽ là F1, F2 của mình ở phía dưới. Đúng. Cứ như thế. Ok chưa? Cô Tâm xem mọi người ai đã vào được cô Tâm rồi nhé.
là lại số của chồng quên mất. Không chết rồi. Sai mật khẩu thì mình ghi mà quên mật khẩu nó sẽ báo lại cho mình, nhưng mà đúng có đăng ký sai. Đúng, nhập nhầm. Đúng rồi. Thế mình thì bấm cái mật khẩu nó sẽ như là đấy, như vậy là mình phải nhớ cái mail và số điện thoại mình đã đăng ký. Báo gì về mail. Đấy, thỉnh thoảng rõ ràng là ghi ra giấy rồi còn sai là chuyện gì. Óc chán thật đấy. Như vậy là gì? À, nó hay ở chỗ đấy đấy. Nó gửi vào mail và số điện thoại của mình và sau đó nhập mật khẩu mới. Thì nó sẽ có một đường link gửi về mail và mình yêu cầu đây tôi xem màn hình cho mọi người. Nếu giả sử mình quên mật khẩu thì thông thường thói quen là mình hay ghi ra giấy thôi mà vẫn còn quên, vẫn còn sai. Đây, khi mình ghi lại này, thì nó sẽ có một cái mail gửi về đây, mình tích vào đây, mình tích cái đường link để lấy lại mật khẩu. Đó. Thì sau đó nó sẽ hiện lên như này thì mình đặt lại mật khẩu mới và bấm vào xác nhận. Thì lúc đó mình sang app kia mình đặt lại mật khẩu đó. Đã được rồi. Đây quá. Rồi. Thì bây giờ cô Tâm vào xem mọi người đã đăng ký theo của cô Tâm đi nha. Hệ thống giới thiệu này. Đấy. Thì ở đây cô Tâm đã được 8 các cô vẫn đăng ký vào đây. Để đệ này. Tâm, cô Dương, cô Hằng, cô Liễu, cô Hoa, cô Thanh Hương. Đã ví dụ như thế là mình sẽ biết được kể cả bây giờ những người này đặt hàng như nào thì mình cũng sẽ có ở đây. Đơn hàng là gì, lịch sử hoạt động đúng. Là mình sẽ có giao diện đây mình quản lý hết, mình sẽ được mình biết được phần trăm này là bao nhiêu. Được chưa? Bây giờ cô ta sẽ lập nhóm Zalo để mời các cô vào đây chúng ta hoạt động tiếp nhé. Còn ai không cài vào được không? Cô ta hàng vào được chưa? Cô ta hàng vào được này. Dương Minh Đệ mọi người sẽ vào nhóm nhé. Những ai đã đăng ký được rồi thì
ai đã làm được hoặc là ai muốn đồng hành tiếp thì các thầy cô join vào nhóm nhé. Thầy đệ là giới thiệu nhiều vào trên phía thầy đệ quá dễ dàng cho những cái phần công ty vận tải đấy, sau này người ta đưa lên hết lên sàn lên số mà, nên là cứ giới thiệu sớm càng tốt. Ok chưa? Là có ai hỏi gì không? Hãy xong rồi đấy. Cô Vân chỉ có một mình điện thoại nên chưa vô được cô Tâm ạ. À. Cô Chúng Vân ta chắc được tối hay khi về mới nào? vô được. À, vào Zoom bằng điện thoại gì? Ừ, cho nên Rồi, là lúc nào cô cài được thì tối. cô báo cô Tâm thôi. Được Thì rồi. do vào nhóm Zalo. Nhóm Zalo. Cô Tâm ở trong nhóm nào nhỉ? Cô Tâm tôi gửi vào ba nhóm được không ạ? Không, ý của cô vẫn học đấy mà chưa chưa tải về được vì một mình điện thoại không thể tải được. Học điện thoại á, Không tải được lấy điện thoại của chồng của con ra mà tải. chồng Muốn cũng kinh doanh bây giờ là phải mua điện con thoại xịn đều xịn bán đi vào, tặng hết. À, một mình không kinh nha, doanh cô mà vẫn có điện một thoại mình không nha. xịn. Rồi ông Nguyễn Tâm ơi, cô Nguyễn Tâm đang ở nhóm Zalo nào, cô Tâm gửi được mà. Cô Nguyễn Tâm ở Tâm đang ở nhóm Zalo TKX. nhóm nào, cô Tâm gửi link nhóm C kinh doanh vận tải được không ạ? Thì sau này ví dụ như là mọi người chưa thể quảng bá một mình bằng Zoom thì cô Tâm sẽ mở Zoom ra để giới thiệu. Thì lúc đó ai vào theo cái lời mời của thầy cô ấy, thì thầy cô sẽ gửi cái mã của thầy cô cho người ta. Đấy. Được chưa? Chứ cô Tâm cũng phải cướp khách hàng của các thầy cô đâu. Bởi cô Tâm cũng hưởng phần trăm từ các thầy cô mà. Thì cô Tâm không phải lấy cái, cô Tâm sẽ nói là ai mời vào nhóm Zalo này thì ai mời vào Zoom thì hãy lấy mật mã của từ người đấy. Tao mời Được thì chưa? tao lấy mật mã của Nếu mà mình tao. tự mình quảng bá, tự mình lan tỏa được thì rất là tốt. Tự mình chạy chứ cái đá cũng tốt. Đúng rồi, như cô Tâm đang giới thiệu cho mọi người đấy. Đúng rồi, chúc mừng các cô. Ok, có ai hỏi gì nữa không? Có ai cơ hội để kiếm tiền không ạ? Cô Tịnh đã tà cài được kia, cô Tịnh ơi. Cô Tịnh đâu rồi? Mọi giới thiệu cô Tâm ơi, Chưa cài được à? cô mọi giới thiệu là em chưa có. Cô trong cái hệ thống của cô Tâm chưa thấy cô Tịnh. Có mã giới thiệu là cái số điện thoại của cô Tâm à? Không, mã cô Tâm gửi trong nhóm Zalo ấy. À, có phải là cái mã này không ạ? 18433 18438 ấy. 1 8 4 3 8 U đó là U0 chữ E 1 V chữ không, số không chữ không đấy, chữ phải chữ O đâu. Chữ A O. 1 V 9 W. Đúng rồi. Dạ cảm ơn. Dán vô, copy đi rồi dán vô. Dạ em Ừ, dám vô. copy ra dán cho nó đỡ bị sai. Dạ. Nó lại không cài được không? Tu duyên thì điện thoại bao giờ nâng lên cấp mới. Bởi vì muốn bán hàng thì không tải được app, không cài được app thì làm nào? À, cái chỗ mà không bắt buộc chứng minh nhân dân với ngày cấp nơi cấp này có cần cô Tâm? Cái đấy để sau, không cần. Rồi, đó là em đồng ý. Tiếp tục. Đó, thế là xong. Ok. Đấy, tôi giới thiệu cho mọi người. Hy vọng là nó là một công cụ để mình tạo Rồi nguồn em thu có mặt được nhập. rồi. Ok. Thế bây giờ nếu mà lấy mã thì các thầy cô quan sát này. Để lấy mã giới thiệu cho người khác này. Thì chúng ta làm như thế nào? Thì thầy cô vào cái phần tài khoản của mình ấy. Cái phần bên phải này, phần chúng ta này. Các thầy cô thấy cái phần bên phải này, thầy cô bấm vào cái tài khoản điện, thì sau đó mình sẽ vào cái phần giới thiệu bạn bè này, được chưa? Lúc đó mình chia sẻ cái mã QR code này, như cô Tâm đã chia sẻ cho mọi người ấy. Thì mọi người sẽ bấm vào một cái là ra của mình này, còn mã thì nó ở chỗ này này, hiện lên chỗ này. Đấy. Thì mọi người sẽ có mã riêng, không phải không không giống của cô Tâm đúng không?
Thì mình bấm vào cái mũi tên cong cong này này, nó sẽ giới thiệu gửi sang nhóm Zalo này. Đấy, nó sẽ hiện lên như này. Thì mình sẽ bấm vào Zalo gửi trong nhóm nào đấy, như cô Tâm vừa gọi gửi cho mọi người đấy. 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 Rồi kể cả mật khẩu kia cũng thế. Mình bấm vào gửi đi này. Sau đó mình lại vào đây, mình lấy cái mã mật hoặc là đọc mã cho người ta. Nhưng thông thường là copy nó sẽ đỡ bị sai giữa số và chữ, giống như số 0 hay chữ O ấy. Đấy. Thì mình lại bấm vào cái chỗ này, mũi tên cong cong này. Rồi lại gửi tiếp. Đấy, ví dụ như cô Tâm đang gửi cho mọi người đấy. Là nó chỉ việc copy thôi, thế là xong. Đấy. Đấy là mã giới thiệu. Ok chưa? Cô Tâm nói lại giúp cô mình với. Thấy nhá. Cô vào cái phần này này. Mở C ra này. Vâng. Sau đó xuống phía dưới chỗ cái tài khoản đầu người này này. À. Nhìn cái này đầu người này chưa? Rồi ạ. Đấy. Sau đó vào phần giới thiệu bạn bè này. Giới thiệu bạn bè. Vâng. Đấy. Đấy. Thì có hai cái mũi tên cong này để gửi đi mã QR code và cái gì mà mã giới thiệu. Thì cái này nó bắt buộc phải có mã giới thiệu mới vào được app, chứ không thì không vào được. Đấy. Vậy nó quản lý như thế thì nó sẽ không bao giờ bị lệch khách hàng. Ví dụ như ai đó vào của cô Tâm không bao giờ vào được của cô Minh nữa. Vâng, cảm ơn cô. Và đăng nhập thì bằng đăng nhập bằng số điện thoại. Nó quản lý trên số điện thoại và quản lý trên mã giới thiệu. Thế là rất là bảo mật. Ok, chúng ta lại có thêm công cụ kiếm tiền. Vâng, cảm ơn cô Tâm. Cô Tâm ơi, tối qua học thầy giáo bảo có gửi bài lên cái trang mời học với dưỡng. Hôm nay đã có cái bài đấy chưa cô nhỉ? Cô cứ vào xem đấy. Chắc là sáng nay mới có. Thầy phải đi ngủ chứ. Nãy cô Minh bảo chưa thầy có. Để học lại. Để học công nghệ thông tin cũng quan trọng quá. Hôm qua có đang tác gì đâu nhỉ? Hôm qua cô mắc khó khăn chỗ nào? Hôm qua thực sự cô Tâm nào cái phần mà là để có cái mỗi xóa ảnh với cả chuyển xóa thành ảnh thì làm rồi cô ạ, chuyển phần mềm là chuyển chuyển điều khiển văn bản gì phần mềm điều khiển. Vâng đúng rồi, từ cuối đấy thì mình chưa làm được. Cài xong là xong rồi mà, cô đã cài được app chưa? Không người dùng trực tiếp trên web đúng không? An bà luôn khỉ dạ. Luôn. Dùng trực tiếp trên web đi. Còn app thì mình tải về điện thoại. Đây này. Tài khoản ngân hàng á, từ đây MemoBot này, cô Minh đã cài được cái phần mềm MemoBot này chưa? Cài được rồi ạ, MemoBot thì vào được rồi. Bây giờ mình chỉ cần có một cái video hoặc là mọi người đang nói đây thì mình bấm vào mic này, bấm vào ghi âm này, đấy. Mình chuyển từ cái chuyển từ điện thoại sang sang máy tính ấy, thì cô Minh chưa làm được cái chỗ đấy. À, tức là cái dùng phần mềm AnyDesk như cô Tâm đang làm đấy á. Vâng. Đấy, chưa làm bao giờ đây hoài mã. Dạ. Đấy, cái này MemoBot này cô làm được rồi gì? Vâng, cái chỗ hôm qua thì dùng được MemoBot rồi, nhưng mà đến lúc ghi âm thì mãi nó chưa lên được, cái cứ đợi dịch trang này mãi lâu quá. Người chưa ra được bản. Nó lag mà. Vâng, thế là chưa theo được vì lúc ý máy không lát được. Cô Tâm đang dùng mềm AnyDesk này này. Các thầy cô nhìn đâu? Đúng không? Có đúng AnyDesk đây không? Vâng. Thế nhá, bây giờ cô phải tải cả hai. Trên máy tính cũng tải mà trên điện thoại cũng tải. À, vâng. Đấy. Đây cô Tâm, trên máy tính của cô Tâm đây. Nó cũng phải có phần mềm đây đúng không? Vâng. AnyDesk đây.
đúng chưa? Yeah. Rồi trên điện thoại cũng phải có phần mềm này, gõ giống hệt nhau luôn. Thì khi mình mở ra như này, ví dụ cô Tâm đang kết nối đúng không? Rồi cô Tâm có thể tắt cái Anydesk ở trên máy tính điện thoại của mình đi nhá. Tắt kết nối đi. Đấy, thì nó sẽ không kết nối được nữa. Đấy, thì nó sẽ hiện lên như này. Bây giờ cô Tâm muốn kết nối, ví dụ một cái điện thoại mà có Anydesk, nó sẽ hiện lên màu nút màu xanh này. Còn trên máy tính cái mình cũng mở ra này. Thì đây là mã trên máy tính này. Rồi rồi. Thế thì hôm qua em cô Minh chưa mở ở trên máy tính thì lên khi thầy giáo hỏi nó có hai ô, một ô là điện thoại, một ô thì chắc cái ô kia đâu. Thế gọi là kết nối thì phải có hai cái chứ. À thế là cô Minh chưa có và không biết đi tìm cái số hai kia ở chỗ nào, tức là máy tính của cô Minh chưa tải về. Cảm ơn. Máy tính phải tải và điện thoại cũng phải tải. Đấy, thì sau đó mới kết nối được chứ. Bây giờ cô vâng. Đấy chả học thì chả biết lần nào thì chậm sau mãi cha theo ví dụ như là máy tính điều khiển điện thoại thì mình sẽ kết nối cái mã của máy tính của điện thoại vào đây, còn nếu mà điện thoại điều khiển thì phải nhập mã của máy tính vào điện thoại đấy. Hai thao tác là ngược nhau, thì lúc đó ví dụ như trên lớp mình có thể đứng ở xa mình cầm điện thoại mình điều khiển máy tính cái máy tính của mình được đấy. Còn ví dụ mình lấy điện thoại để mình mô phỏng cái phần mềm nào đấy như cô Tâm đang làm cho mọi người đấy, thì cô Tâm lại phải nhập cái mã của điện thoại vào đây. Đấy đúng không? Đấy, vào đây connect mỗi lần. Đây là cô Tâm đã lưu rồi. Còn mọi người chưa lưu thì sẽ không có những cái mã này giống của Tâm. Đây cô Tâm đã kết nối rất nhiều máy. Đấy. Mình kết nối rồi nó sẽ hiện lên đây. Thì mình cũng có thể xóa đi. Đỡ chật cũng được. Mỗi khi kết nối lại chỉ cần bấm vào ba chấm này connect. Thế là xong. Cái bên điện thoại ấy. Bên điện thoại nó lại hiện lên như này cơ. Thì lúc đó thầy cô lại phải vào đây cô Tâm gửi cái ảnh này cho mọi người xem ở bên bên Zalo nhé, bởi vì nếu không là phải kết nối Zoom thì mới sâu được lên cái đấy. Đây nó giao diện đây, đây điện thoại đây đấy. Đây cô Tâm gửi cho mọi người cái ảnh này để mọi người nhìn nhé. Đây, đây có thầy cô nhìn nhé. Đây. Có phải nó sẽ hiện lên như này nhé. Thì lúc đó mình sẽ tích vào cái con chuột và cái mũi tên. Thì lúc đó cô Tâm mới lấy cái chuột để điều khiển máy điện thoại được. Thì sau đó lại bấm vào Accept. Đấy, bấm vào Accept thì lúc đó mới điều khiển được. Còn không thì sẽ không điều khiển được. Đó là các thầy cô vừa thực hành. Đấy, bây giờ là mình điều khiển điện thoại. Đấy, lấy chuột điều khiển. Đấy. Không cần gì bấm vào điện thoại đâu. Được chưa? Cảm ơn. Dùng lăn chuột như là điều khiển máy tính luôn. Ok, có ai gặp khó khăn gì trong quá trình cài đặt không? Hello. Cũng mình cài được rồi, cảm ơn. Cô Tâm, cho mình hỏi là cái phần mềm Anydesk cài đặt ở trên máy tính với điện thoại nhưng mà của cô Hương thì lại cái chuột nó cứ báo có dấu đỏ vào không lăn được ấy. Thế là cô chưa bấm trên điện thoại không? Trên điện thoại bấm rồi. Cô bấm như cô Tâm chọn chưa? Chọn cả con chuột và chọn cả mũi tên trong nhóm Zalo cô Tâm gửi đây. Trong nhóm Zalo ạ. Cô ấn nhóm nào nhỉ? Nhóm thể dục à? Đấy, cô nhìn vào cái ảnh ấy. Mình phải chọn cái bàn phím là con chuột, sai cho cái chuột này là con chuột này, còn cái mũi tên là để nó là trở thành mũi tên, nếu không là không điều khiển được. Đúng chưa? Đấy, thì cô Tâm xem cũng biết đâu mà là không có tài khoản ngân hàng. Cô Văn vào sau có làm được không? Cô Văn đâu? Cái Anydesk này thì hôm hè thì đã hướng dẫn một lần rồi đấy. Nhưng không biết cô Văn dọn máy rồi thì cô Văn có còn cài được nữa không? Bảo cô Văn đang tìm. Cô Văn nhớ là hôm hè tháng 7, tháng 8 thầy có dạy một buổi cài cái này đấy. Mọi người gọi là đi giới thiệu cho mọi người những cái tâm thiệt hại. Mọi người mới thấy nó cần. Đúng không? Nếu mọi người bình thường không dùng lấy nó thì mọi người cũng chả quan tâm nó là cái gì.
Đúng rồi đấy cô ạ. Cái gì mình dùng thì mình mới hiểu được nó và vận hành được nó chứ. Mình muốn làm giới thiệu cho người khác mình hãy làm nó trước đã. Thế hôm nay chỉ cô hướng dẫn về Anadies đấy hả? Còn gì nữa không cô? Phần mềm C từ lúc 5 giờ. Thế hả? Thế tí cô Tâm vào nhóm cho cô xin là gửi cho cô Văn xin một cái hướng dẫn, một cái đường link nào đó. Ừ, quét mã QR code đi. Tâm gửi trong nhóm rồi. Vào nhóm mà cô. Đấy, vào nhóm nào được. Sau đó nhập mã của cô Tâm gửi trong nhóm này, nhóm kể nhóm hành động. Nhóm hành động cô Tâm gửi ra đây. Đây à, mã giới thiệu của cô đây hả? À? Một tám bốn ba đấy hả cô? Rồi vâng, để cô Văn vào nhóm, cô Văn làm cái đấy. Cái này chỉ cài trên điện thoại thôi hả cô? Cô Tâm cho tôi xin hỏi chị. Cái app C kia xong thời gian cài xong nó lại báo hiện lên nút là gỡ cài đặt mà không thấy tiếp tục. Thầy thuyết ra ngoài đi, sau đó thầy quay vào điện thoại thì mở app lên. Đang dùng Zoom trên điện thoại. Nhưng mà thầy đừng bấm vào gỡ cài đặt, thế hôm nay mình vừa cài xong mình bị gỡ. Thầy thoát cái CH Play đi. Thoát cái CH Play đi. Khóa cửa không cho hẳn luôn nha. Cô Vân ơi. Thầy thoát ra ngoài ấy, sau đó mở vào điện thoại, bấm vào cái app đấy. Ở đây, app đây, cái biểu tượng đây. Mã giới thiệu. Mã giới thiệu nó có hiện sẵn một mã đây nhỉ? Ừ. Nhưng mà khi mà mình là loát không được hoặc là loát được ngay thì tốt, còn không loát được thì mình cái nút tiếp tục ấy thì mình bấm vào tiếp tục thì nhập mã của Tâm vào. Thế nên mọi người muốn học hay làm gì chúng ta vào đúng giờ ấy thì đỡ phải ngồi nghe lại nhiều, rất nhiều bạn thầy cô nghe đi nghe lại mấy lần. Đúng không? Đây cô Tâm đang có 11 xem này. Ở nhà cô Văn mấy hôm nay toàn mất điện thôi, cứ sáng sớm mất điện mới tầm có từng ngày có 3 lần mất điện tự dưng mất, không làm nào được. Tự dưng mất người ta cắt đi. Sao tự dưng không, mất ý rằng là họ không bình thường, họ có thông báo trên Zalo điện lực ấy, nhưng hôm nay họ chả có thông báo gì cả, tự dưng cắt khoảng độ mất khoảng độ các bạn 10 phút đấy, hơn 10 phút xong mới có lại. Thế là mình đi làm việc khác là mình không về kịp. Nó là làm thế nào để không có chỗ để rút tiền đúng không? Đây chúng ta vào cái phần này này, cô Tâm mới biết hôm qua, cô Tâm đã biết chỗ nào đâu. Chúng ta vào phần hỗ trợ này, trong này nó có các câu hỏi để mình được giải đáp nhé. Thì cô vào đây này. Làm thế nào để tôi đăng ký làm một tài khoản này? Làm thế nào tôi có thể đăng ký làm tài xế này? Và giới thiệu si tôi có được trả tiền không này? Đội nhóm gián tiếp của tôi có được nhận hoa hồng không? Tất tần tật đúng không? Mình thì bấm vào nhá. Đấy. Bạn nhận được 10% phí chiết khấu cho hai đội nhóm gián tiếp liền kề của bạn. Và bạn là quản lý và quản lý cấp cao của công ty. Đấy. Khi nào thì có thể nhận được tiền giới thiệu? Bất cứ khi nào thu phí tài xế hoặc thu phí người bán hàng, bạn đều nhận được hoa hồng giới thiệu ngay lập tức. Đấy. Tôi nhận được hoa hồng giới thiệu trong bao lâu? Vĩnh viễn lâu dài, thừa kế. Làm thế nào để thu tiền? Đấy. Bạn chỉ cần nhập thông tin tài khoản tại ví hoa hồng của bạn. Sau đó tạo giao dịch rút tiền, nhập số tiền bạn muốn. Nhấn nút hoàn tất, hệ thống sẽ thanh toán tiền cho bạn. Vậy là tài khoản ví hoa hồng sẽ nó ở chỗ nào? Nếu rút tiền. Ấn tiếp tục nó hiện lên nút nhập số điện thoại và mật khẩu này thì bây giờ thầy lại bấm vào đăng ký đi. Thầy bấm vào đăng ký đi. Bấm vào đăng ký ngay.
Nhưng mà cái mật khẩu là của là mình tự đặt hay là thầy? Đúng rồi, mật khẩu là mình tự đặt. Khi thầy bấm vào đăng ký là nó sẽ ra một danh sách đúng không? Thầy nhập mã của cô Tâm vào này, nhập họ tên này, nhập số điện thoại, nhập mail này. Bởi vì nó sẽ quản lý qua điện thoại và qua mail. Nếu mà quên mật khẩu là nó sẽ báo vào mail. Và đăng nhập thì bằng số điện thoại. Nhưng để được vào app thì phải có mã giới thiệu. Thì thầy nhập cái mã giới thiệu của cô Tâm vào. Mã giới thiệu trong nhóm Zalo. Cô Tâm xem cái ví hoa hồng ở đâu. Cứ nói kiếm tiền là thích cô Tâm ạ. Đây là nó đang có khuyến mại này. Giảm 20.000 cho chuyến đi từ 60.000 này. Đặt xe khách giảm 200.000. Mà hết hạn bây giờ 18 tháng 2. Thế nhưng mà mình phải là phải giới thiệu được khách cho người ta thì mình mới được chứ đúng không cô? Đúng rồi. Thế mình chẳng có gì cả thì em giữ được tiền. Ồ, mọi cái đều phải làm hết. Thế là khi họ cần đặt xe là mình đưa cái dịch vụ ra này cho họ tự đặt thế này không? Mình giới thiệu người ta cài app như mình ý. Sau đó người ta đặt ở trên này thì mình sẽ được hưởng phần trăm. À thế hả? Đúng rồi, là mình đặt hộ người ta. Mình đặt hộ người ta thì cái người trên mình sẽ được. Mình chỉ được cái gì? Mình chỉ được giá rẻ thôi. Tức là mình là người sử dụng thì mình được giá rẻ hơn so với Grab. Như cô Tâm nói lúc đầu ấy, bên Grab khoảng hơn 50.000 thì bên này nó chỉ khoảng 28.000 thôi. Tức là mình là người sử dụng thì mình rẻ hơn rồi. Tức là có nhiều quyền lợi là nếu tài xế vào đây thì cái thu phí hoặc là phần trăm hoa hồng trên một cuốc xe của người ta sẽ rẻ hơn bên Grab. Bên Grab là thu 35%. Thì bên này nó chỉ thu 20% thôi. Đấy. Đấy là cái lợi. Mình phải phân tích khi mà mình giới thiệu cho ai đó thì mình phải phân tích cái đấy. Ít nhất nếu là người tiêu dùng thì mình vào đây đã có thể dùng được với cái giá rẻ rồi. Hai, nếu là tài xế thì vào đây cái phần trăm hoa hồng để gửi vào cho app nó sẽ rẻ hơn các app khác. Đấy là hai hướng. Một thứ hai, thứ ba là gì? Khi mình là cộng tác viên, mình giới thiệu cho những người ở dưới, mình sẽ được hưởng hoa hồng từ những cái cuốc xe và từ những cái đơn đặt hàng của những người dùng. Ví dụ như cô Minh dùng là cô Tâm sẽ được phần trăm từ cái vé của cô Minh đặt. Đúng không? Cô Minh đặt cái taxi nào đấy mà mất 300.000, 200.000 là cô Tâm được 10% từ đấy mà. Ví dụ như thế. Thế nên nó là một nguồn thu nhập thụ động mà sau này nó rất nhiều người sử dụng nữa thì mình sẽ tăng lên. Nhưng mà với điều kiện là mình phải giới thiệu được người phía dưới mình. Chứ mình một mình chỉ được chú mày đấy để người ta yên. Ôi, sáng là... Nói gì về các app ấy nhá. À tắt mic nhá. Nó là tài xế thì mình được hưởng phần trăm trên cái cuốc xe của người ta mà. Chỉ đơn giản ví dụ người ta thu được 500.000 trên một ngày là mình sẽ được 30.000. Ví dụ như thế. App nó thu 100.000 thôi. À đâu nhỉ? 20% là 1 triệu chứ. 500. Bao nhiêu nhỉ? Tự nhiên tính 500.000 mà 20% là bao nhiêu tiền? 100.000 là 100.000. Mình sẽ được 30.000. Đấy. Ví dụ như thế. Thế này, con gái cô Văn nó đang ở Hà Nội hôm nào bảo nó tải cái này về. Đăng ký. Đúng rồi. Vâng. Nhất là các sinh viên. Tức là thời gian tới cô Tâm đang mở cả Zoom cho các học sinh sinh viên để cho các em ấy dùng cho rẻ. Đúng không? Vâng. Thế là mình cứ tận dụng mình giới thiệu. Chứ nhiên giới thiệu nhỏ lẻ cũng được nhưng mà nó sẽ mất thời gian. Thế mình cố gắng là tạo một cái buổi Zoom để cho mọi người cùng vào. Giống như cô Tâm đang giới thiệu cho mọi người đây này. Chứ bây giờ cô Tâm giới thiệu cho cô Dương một buổi, sau lại giới thiệu cho cô Hương một buổi. Ôi trời ơi, thì bao giờ chưa xong. Trong khi một buổi này mình có thể giới thiệu cho 10 người. Để tận dụng công nghệ chứ. Đúng không? Có như cô Tâm vừa nói là nếu mà mọi người không làm được Zoom thì mọi người cứ vào nhóm của cô Tâm ý. Thì cô Tâm mở Zoom hôm nào thì mọi người cùng vào và mọi người mời khách vào. Quảng bá. Thì ai vào thì mọi người sẽ gửi mã của mình cho người đấy. Tải cái phần mềm trước. Còn muốn hiểu về phần mềm như nào thì vào Zoom này nghe. Đấy, mình phải làm như thế. Chứ không phải vào đây là cô Tâm sẽ cướp khách của thầy cô. Đấy, khách của thầy cô sẽ vẫn dưới thầy cô và cô vẫn dưới của cô Tâm mà. Thì cô Tâm sẽ ăn cấp dưới như thế. Đúng không? Thì hỗ trợ nhau. Chứ còn một mình làm nhỏ lẻ không làm được đâu. Nhỏ lẻ thì ví dụ như ai đó gặp mình quen, vui mình giới thiệu cho người ta. Nhất là những ai mà hay đi xe khách hoặc là hay đi du lịch hay làm công tác về du lịch ấy, thì người mình giới thiệu cho họ. Đấy là cơ hội để người ta kinh doanh trên online.
Cô Thanh Hằng xinh thế, thật lại còn đeo kính. Cô Dương, đã, con trai đó nó tạo avatar cho cô Hằng đó, con trai lớp ba. Hôm nay vừa, hôm tối nay học lại toàn avatar. Cái avatar này là thú vị là gì? Mình không ngồi đấy, nó vẫn ở đấy. Thế nên là cũng không biết là mình không làm được ở Zoom. Đúng không? Em vẫn ngồi đây từ nãy. Đấy là cô Tâm nói như thế. Ví dụ như hôm qua thầy gọi, mãi cô Tâm mới chạy vào chứ. Nói chung là hay. Con bảo là mẹ ơi, thầy Vương gọi cái kìa. Thế chết tôi. Rất là thú vị. Ví dụ như là nhá, hai người cùng vào đúng không? Có phải tạo thành hai nhân vật hoạt hình không? Ví dụ mình liên kết một nhóm mình vào làm vào đây là một bộ phim video, thế mình tạo ừ, hai đấy. Đấy nhá, hai đấy, nói chuyện với nhau đấy. Đấy. Thế có phải thành một bộ phim hoạt hình không? Xin chào. Đấy, cô nói đi. Chào mình là cô Nim. Mình là cô Nim. Rất là thú vị. Mình chả nhấp nháy máy, nó cứ nhấp nháy nhỉ. Ok. Ô, thế này thì đỡ phải dùng AI tự nói. Tạo nhân vật hoạt hình luôn. Đấy, hoạt hình nữa không? Để mình nghỉ nhá. Từ sau là cô Tâm lại giờ hướng dẫn tiếp cái fanpage nhé. Ai chưa biết làm trên máy tính thì vào. Bữa hôm qua là giờ tạo fanpage trên điện thoại rồi. Fanpage nó có một cái lợi thế là gì? Tiếp cận được người khác mà không cần là bạn bè. Khi mà người like cái trang của mình nhiều lên, mình phải quảng bá nhiều lên nữa. Và thứ hai là không ảnh hưởng đến trang cá nhân của mình. Thế cho hỏi đi. Cái cài ra nó xong rồi mà bây giờ nó tiếp tục theo nhỉ, nó hiện lên tên của mình rồi hiện lên những cái mấy cái hình xe máy ô tô xe tải các thứ đấy rồi để cái app này nó dùng để làm gì? Thầy Sơn là vào muộn nhá, chết vào muộn thôi, không phải không vào muộn đâu nha, lúc nãy không chưa tải được. Thứ nhất là mình là người dùng đã. Đấy, mình đóng vai trò là người dùng. Thì mình được đặt các ấy, dịch vụ trên này. Ví dụ như đặt xe máy, đặt ô tô, đặt xe khách hay là hàng, giao hàng, rồi xe dịch vụ, xe tải. Tóm lại tất cả những cái này mình đều có thể đặt tự mình là người dùng. Thứ hai là mình giới thiệu cho người khác. Hoặc là mình, nếu mà thầy cô giới thiệu cho tài xế chẳng hạn, thì người ta sẽ đăng ký làm tài xế đây này. Có chỗ phần đăng ký tài xế. Thì khi đăng ký là tài xế thì người ta sẽ nhận được các cuộc đặt hàng ở trên này. Đấy. Còn mình là người dùng thôi thì mình không đăng ký là tài xế. Thế nên mình lan tỏa không phải lan tỏa mỗi người dùng mà lan tỏa cho các tài xế, những người làm dịch vụ về vận tải ấy. Thì sau này tất cả đều đưa lên app này hết. Thì chỉ cần vào đây thôi là chọn. Đúng không? Mình chọn xe khách cũng được, mình chọn xe con được, xe máy cũng được. Mình chọn xe tải cũng được để người ta vận chuyển hàng hóa cho mình cũng được. Tóm lại tất tần tật ở trên này hết. Đấy. Thì những người mà đăng ký làm tài xế thì người ta chỉ thu app nó chỉ thu một mức phí rất là nhỏ là 20% trên cái số tiền mà người tài xế đó lái trong cái chuyến xe đấy thôi. Còn bên Grab nó đang thu 35% chẳng hạn. Thì mình cứ phân tích là cái lợi thế của cái app này, bởi vì nó ra sau thì nó sẽ có quyền lợi như thế. Và một số cái quyền lợi lúc đầu cô Tâm nói thì Sơn cũng biết có nghe không, đó là khi cái người đầu tiên vào đăng ký là được miễn phí cho lần đầu đăng ký. Đấy. Và còn được tặng 1 triệu đồng cho tài xế xe máy và 2 triệu đồng cho tài xế ô tô. Tức là cái app nó đang kích cầu để cho người dân vào đây nhiều hơn. Khi mà nó tăng lên rồi thì có phải là quyền lợi của mình nó sẽ nhiều không? Cái tặng đấy là khi mình giới thiệu được là người tài xế đăng ký gì? Đúng rồi, khi người tài xế đăng ký nhá. Ví dụ cô Tâm mà giới thiệu thầy Sơn là đại tài xế thì thầy Sơn chạy bao nhiêu quốc trên một ngày thì cô Tâm sẽ được hưởng 30% trên cái thu nhập của app. Tức là app sẽ thu của thầy là 20%. Thì cô Tâm sẽ được hưởng 30% trong 20% đấy. Ví dụ như vừa rồi cô Tâm phân tích cho mọi người đấy, là app nó thu 1 triệu thì mình sẽ được 300. Đúng không? Ví dụ như thế, đấy là những nguồn thu nhập thụ động mà mình có thể hưởng. Còn ví dụ như những người đặt hàng, ví dụ hôm nay cô Tâm giới thiệu cho mọi người mười mấy người chẳng hạn, các cô đặt xe trên này thì cô Tâm sẽ được hưởng 10% trên thu nhập của app.